Osechi Ryori là món ăn không thể thiếu trong những ngày đón năm mới của người Nhật. Trong khi phần lớn thế giới chào đón năm mới bằng các bữa tiệc và pháo hoa, lễ đón năm mới truyền thống ở Nhật Bản lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Một trong những món ăn không thể thiếu vào dịp này chính là Osechi Ryori. Osechi Ryori đề cập đến những món ăn mang ý nghĩa đặc biệt được phục vụ trong những chiếc hộp sơn mài nhiều tầng cầu kỳ, được ăn trong 3 ngày đầu năm mới. Nguồn gốc của Osechi Ryori. Từ thời Nara, 710 đến 794, nghi lễ cúng đồ ăn được thực hiện cho các vị thần được gọi là Sekinichi. Đến thời Heian, 794 đến 1185, những mâm cúng này đã trở nên xa hoa và chỉ có giới quý tộc mới thực hiện. Phải đến thời Edo, 1603 đến 1868, nghi thức cúng này mới được lan truyền rộng rãi trong xã hội. Mặc dù Osechi ban đầu được ăn nhiều lần trong năm nhưng theo thời gian, nó trở nên gắn liền với năm mới. Osechi Ryori có nhiều món ăn nhỏ được trình bày hoàn hảo trong các hộp sơn mài nhiều tầng gọi là Yubako, giống như hộp cơm bento nhưng phong cách rất trang trọng hơn. Đối với bản thân các món ăn, có sự cân nhắc và ý nghĩa đặc biệt đối với số lượng và từng loại thực phẩm. Cách sắp xếp này được cho là sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn. Các món ăn Osechi thường có vị ngọt, chua, vì vậy chúng có thể được bảo quản mà không cần làm lạnh trong suốt thời gian diễn ra lễ đón mừng năm mới. Các món ăn được chuẩn bị trước Tết và ăn trong 3 ngày đầu năm. Người ta nói rằng, truyền thống này bắt đầu để không làm phiền các vị thần bằng âm thanh nấu nướng trong những ngày đầu năm mới. Nó cũng đóng vai trò như một kỳ nghỉ dành cho những người đầu bếp trong gia đình, thường là phụ nữ, để họ có thể nghỉ ngơi và tận hưởng ngày Tết cùng với gia đình. Ý nghĩa từng món ăn có trong Osechi Ryori. Việc nấu nhiều món có trong Osechi Ryori tại nhà cực kỳ tốn thời gian. Vì vậy, ngày nay nhiều người chọn đặt trước Osechi từ các nhà hàng hoặc cửa hàng tiện lợi, thậm chí có những cơ sở ăn uống và khách sạn cung cấp Osechi. Tùy thuộc vào số lượng và loại món ăn được đặt, giá một hộp Osechi Ryori có dao động trong khoảng 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ. Osechi Ryori là một hộp cơm đặc biệt mà người Nhật Bản chuẩn bị và thưởng thức vào ngày Tết Osogatsu để đón chào năm mới. Mỗi món ăn trong hộp Osechi Ryori mang ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho những điều tốt lành và may mắn trong năm mới. Dưới đây là một số món ăn phổ biến trong hộp Osechi Ryori và ý nghĩa của chúng. Kazunoko, trứng cá trích, tượng trưng cho sự sung túc và sinh sôi nảy nở trong năm mới. Kurikintun, hạt dẻ ngọt, tượng trưng cho tài lộc và sự giàu có do màu vàng đặc trưng của nó. Datemaki, trứng cuộn, tượng trưng cho tri thức và sự thông minh. Tayukuri, cá khô, tượng trưng của một mùa màng bội thu và sự nghiệp thành công. Kamaboko, chả cá được cắt thành hình tròn, tượng trưng cho mặt trời với hy vọng mang lại sự may mắn và thành công. Ebi, tôm, tượng trưng cho sự trường thọ và niềm vui. Tai, cá tráp biển, tượng trưng cho may mắn và thành công. Con bu, rồng biển, tượng trưng cho hạnh phúc gia đình và tình yêu thương. Mochi, bánh mochi, tượng trưng cho sự đoàn tụ và may mắn. Mỗi món ăn trong hộp Osechi Ryori mang ý nghĩa phong phú, được chế biến công phu để mang đến niềm vui, tài lộc và sự thành công trong năm mới.